Thành phố Hồ Chí Minh, thẻ xanh Covid và đặc quyền được hưởng. Trộm ô tô để đi gặp bạn gái mới quen qua mạng xã hội. Đang ngủ trưa, bị kẻ lạ mặt gõ cửa phòng trọ, dùng kiếm uy hiếp cướp điện thoại. Hai xe tải va chạm trên quốc lộ 14 khiến một người chết, hai người bị thương. Chính thức, Nhật Bản quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp. Nhật Bản từ bỏ quyền đăng cai FIFA Club World Cup 2021. Ông Biden chỉ trích gay gắt 80 triệu người Mỹ chưa tiêm vaccine. Ngôi sao tuyển Đức bị phạt 1,8 triệu euro vì hành hung bạn gái. Nhật Bản thử nghiệm hệ thống robot phục vụ cà phê tại ga tàu điện. Xin chào TV, xin chào Netlove. Đến hẹn lại lên vào lúc 20 giờ hàng ngày theo giờ Nhật Bản. Khôn Yên chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Japan Daily Top News. Quý vị khán giả đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sau 15 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giãn cách xã hội gắn liền với thẻ xanh Covid. Sử dụng thẻ xanh Covid cho phép người dân tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ kiểm soát dịch. Trong điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 15 sau ngày 15 tháng 9, người tiêm đủ 2 mũi, F0 khỏi bệnh, dưới 65 tuổi không bệnh nền, được đến hoặc tham gia các hoạt động tại nơi công cộng, được đi học, đi làm, đi du lịch hoặc đi công tác ở các tỉnh thành, nước ngoài. Đối với F0 khỏi bệnh trên 65 tuổi có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người chỉ tiêm một mũi vaccine, được đến hoặc tham gia các hoạt động tại nơi công cộng ngoài trời, được đi học, đi làm nhưng cần bố trí công việc hạn chế tiếp xúc nhiều người, có thể đi du lịch, đi công tác nội địa nhưng cần tuân thủ 5K nghiêm ngặt, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc trực tiếp. Trong điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 16 sau ngày 15 tháng 9, được tiêm đủ 2 mũi, F0 khỏi bệnh dưới 65 tuổi không bệnh nền, được đến hoặc tham gia các hoạt động nơi công cộng như siêu thị, bệnh viện, phòng khám v.v., được đi học, đi làm hoặc đi công tác nội địa. Đối với F0 khỏi bệnh trên 65 tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người chỉ tiêm một mũi vaccine. Hạn chế đến hoặc tham gia các hoạt động tại nơi công cộng, được đi học, đi làm nhưng cần bố trí công việc hạn chế tiếp xúc với nhiều người, cần tuân thủ 5K nghiêm ngặt, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc trực tiếp. Chiều ngày 9 tháng 9, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Xuyên ở Hà Tĩnh vừa tuyên phạt đối với Tô Văn Sĩ 7 năm 6 tháng tù vì đã thực hiện hành vi trộm ô tô để đi gặp bạn gái mới quen qua mạng xã hội. Theo tài liệu điều tra, chiều ngày 20 tháng 3, Tô Văn Sĩ đón xe buýt ở khu vực thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên thì phát hiện một chiếc xe ô tô bán tải. Chìa khóa vẫn được cắm trong xe nên có ý định trộm cắp. Sĩ tiến đến giật mạnh cửa xe, tuy nhiên hành vi của Sĩ đã bị người dân phát hiện khiến y phải tạm thời từ bỏ ý định và đón xe buýt về nhà. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Sĩ tiếp tục bắt xe buýt từ nhà ra Cẩm Xuyên. Lợi dụng lúc trời tối không có người để ý, Sĩ đã phá cửa kính xe, sau đó lái xe vào tỉnh Quảng Bình. Đến khoảng 16 giờ ngày 21 tháng 3, khi Sĩ xuất hiện trên địa bàn xã Kỳ Phong thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng tang vật là chiếc xe ô tô nói trên. Tại phiên xét xử, Tô Văn Sĩ khai do suy nghĩ bồng bột, muốn thể hiện với bạn gái mới quen qua mạng nên mới nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi cân nhắc các tình tiết, hội đồng xét xử tuyên phạt Tô Văn Sĩ 7 năm 6 tháng tù về tội danh nêu trên. Tối ngày 9 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Việt, sinh năm 1977 ở Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội, để điều tra hành vi cướp tài sản. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 7 tháng 9, Công an xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh nhận được đơn trình báo của anh HNG về việc mình bị cướp tài sản. Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, khi anh G đang ngủ tại phòng trọ thì có người đàn ông đập cửa và đi vào phòng. Sau đó, người này đã dùng lưng kiếm đập hai cái vào lưng anh G và lấy chiếc điện thoại iPhone 6 Plus rồi bỏ đi. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh đã rà soát đối tượng tình nghi là Trần Văn Việt và tiến hành triệu tập Việt lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình. Hiện Công an huyện Mê Linh đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định. Rạng sáng ngày 10 tháng 9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi hai xe tải va chạm tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 14 và đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài ở Bình Phước, khiến cho một người chết, hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 40 phút ngày 10 tháng 9, xe tải biển số 49H00520 do tài xế NTH, 24 tuổi, chở thanh niên tên Tuấn, cùng ngụ ở tỉnh Lâm Đồng, lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ Bình Phước đi Đắk Nông. Khi đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 14 và đường Hùng Vương ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, thì bất ngờ va chạm với xe tải biển số 47H00342 do tài xế Văn Công Toán, 38 tuổi, điều khiển, chở người đàn ông tên Hùng cùng ngụ ở Đắk Lắk. Cú va chạm mạnh khiến cho phần kính của xe tải 49H00520 bị bể nát, tài xế NTH bị văng ra khỏi xe, ngã xuống đường. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước và tông sập vào bức tường rào của một tòa nhà bên đường.
chiếc xe 47H00342 sau cú va chạm bị quay ngược trở lại, tông vào trụ đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 14. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng tài xế NTH đã tử vong do vết thương quá nặng. Tài xế Văn Công Toán và nam thanh niên tên Tuấn bị thương. Nguyên nhân vụ việc hai xe tải va chạm hiện đang được công an thành phố Đồng Xoài tiếp tục điều tra và làm rõ. Hôm qua, chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp do virus corona cho đến ngày 30 tháng 9 tại 19 tỉnh, trong đó có Tokyo, Osaka, Hokkaido, Aichi và Fukuoka. Quyết định được đưa ra sau khi cuộc họp của Hội đồng Cố vấn của chính phủ Nhật Bản diễn ra vào sáng 9 tháng 9. Động thái này diễn ra trong bối cảnh sắp đến ngày 12 tháng 9, thời điểm tình trạng khẩn cấp đối với 21 tỉnh và các biện pháp phòng dịch trọng điểm đối với 12 tỉnh khác sẽ hết hiệu lực. Trong số các tỉnh được ban bố tình trạng khẩn cấp, Miyagi và Okayama sẽ chuyển sang áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm. Biện pháp trọng điểm sẽ được giữ nguyên ở 6 tỉnh đến hết ngày 30 tháng 9. Còn tại các tỉnh Toyama, Yamanashi, Ehime, Kochi, Saga và Nagasaki sẽ được dỡ bỏ. Chính quyền Nhật Bản có kế hoạch nới lỏng một số hạn chế đối với hoạt động đi lại. Các sự kiện quy mô lớn và việc bán đồ uống có cồn trong trường hợp đa số người dân được tiêm phòng COVID-19. Kế hoạch nới lỏng hạn chế trên có thể được triển khai từ tháng 11 tới. Thậm chí các khu vực trong tình trạng khẩn cấp cũng có thể áp dụng việc nới lỏng này nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định, trong đó có việc tiêm chủng. Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, trong cuộc họp trực tuyến vào ngày 2 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định sẽ gia hạn thời gian hoạt động của trung tâm tiêm chủng quy mô lớn tại Tokyo và Osaka thêm 2 tháng. Như vậy, các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn này sẽ hoạt động đến ngày 25 tháng 11 thay vì ngày 25 tháng 9 theo quyết định trước đó. Ngoài ra, để thúc đẩy tiêm chủng cho những thanh thiếu niên dưới 30 tuổi, cơ chế ưu tiên tiêm chủng cho những người này cũng sẽ được thiết lập tại các trung tâm tiêm chủng trên. Tại Tokyo, cơ chế trên sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 9, còn tại Osaka sẽ được bắt đầu một tuần sau đó. Dự kiến trong tháng 9 sẽ tiêm chủng cho khoảng 30.000 thuộc diện này. Trả lời báo chí, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Nakayama cho biết, chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu hoàn thành việc tiêm chủng cho tất cả những người có nhu cầu càng sớm càng tốt, có thể từ trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 11. Các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn được chính phủ Nhật Bản thành lập ở Tokyo và Osaka bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 7 năm 2021. Đây là các trung tâm do Bộ Quốc phòng cùng những cơ sở y tế địa phương phối hợp vận hành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. Ngày hôm qua, Hiệp hội bóng đá Nhật Bản JFA thông báo, sau các cuộc thảo luận với quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, cơ quan này đã quyết định từ bỏ quyền đăng cai FIFA Club World Cup 2021. Quyết định được đưa ra sau những cân nhắc yếu tố tài chính khi mà sự kiện này có thể sẽ hạn chế số lượng khán giả vào sân do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tại cuộc họp trực tuyến cuối năm ngoái ở Zurich, Thụy Sĩ, FIFA cho biết FIFA Club World Cup 2021 sẽ giữ nguyên thể thức với 7 câu lạc bộ tham gia, trong đó có 6 đội vô địch các châu lục và 1 câu lạc bộ của nước chủ nhà. Ban đầu, FIFA dự định mở rộng quy mô giải đấu với sự góp mặt của 24 đội bóng và diễn ra tại Trung Quốc vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên Euro 2020 và Copa America 2020 bị lùi lại đến thời điểm đó và khiến cho FIFA Club World Cup 2021 đã không thể tổ chức tại Trung Quốc. Hiện tại, Qatar đang là ứng viên hàng đầu cho việc thay thế Nhật Bản đăng cai giải đấu này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích gay gắt khoảng 80 triệu người Mỹ chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 dù đã được khuyến khích. Chúng tôi đã kiên nhẫn, tuy nhiên sự kiên nhẫn này đang ngày càng một giảm và việc bạn từ chối tiêm phòng đã khiến cho tất cả chúng ta phải trả giá. Theo Reuters, Tổng thống Biden cũng đang ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu tiêm phòng cho tất cả nhân viên của cơ quan hành pháp và nhà thầu có liên quan tới chính phủ liên bang. Người đứng đầu nước Mỹ thúc giục các chủ lao động phải tiêm phòng hoặc làm xét nghiệm hàng tuần cho người lao động của mình. Các biện pháp mới này ảnh hưởng tới khoảng 100 triệu người Mỹ. Nó sẽ được áp dụng với khoảng 2/3 số lao động ở Mỹ, những người làm việc cho các doanh nghiệp có hơn 100 nhân viên. Các lãnh đạo đảng Cộng hòa và một số lãnh đạo công đoàn tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đi quá xa trong việc thúc ép các công ty tư nhân và người lao động. Một dấu hiệu cho thấy những thách thức pháp lý sẽ xảy ra. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, dù chính quyền Mỹ đã kêu gọi mọi người đi tiêm miễn phí, nhưng mới có 53% người dân nước này đi tiêm vaccine đầy đủ. Ngày 9 tháng 9, Cơ quan Dược phẩm châu Âu EMA cho biết biến thể MU của virus SARS-CoV-2 tiềm ẩn nhiều lo ngại, mặc dù chưa có dữ liệu cho thấy nó sẽ vượt qua chủng Delta đang thống trị thế giới. Biến thể MU được xác định lần đầu tiên ở Colombia vào tháng 1 và có tên khoa học là B1621. Đã được Tổ chức Y tế Thế giới phân loại vào danh sách biến thể được quan tâm. Giám đốc chiến lược vaccine của EMA, Marco Cavallari cho biết, mặc dù chủ yếu tập trung vào biến thể Delta, EMA cũng đang xem xét các biến thể khác có khả năng lây lan rộng như Lambda và gần đây là loại MU.
Biến thể mu đang tiềm ẩn nhiều lo ngại vì chúng có khả năng thoát miễn dịch cao hơn. Ông nói thêm rằng EMA cũng sẽ thảo luận với các nhà phát triển vaccine về hiệu quả chống biến thể mu của loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng chúng tôi chưa có dữ liệu cho thấy rằng biến thể mu đang lan rộng đến mức đó và liệu nó có bất kỳ cơ hội nào để vượt qua biến thể Delta để trở thành một chủng trội hay không. Nhà vô địch World Cup 2014 của tuyển Đức Jerome Boateng hôm 9 tháng 9 đã bị tòa án ở Munich phạt 1,8 triệu euro sau khi kết tội hành hung bạn gái cũ cách đây 3 năm. Công tố viên Stephanie Eckert đã kêu gọi mức án 18 tháng tù treo và khoản tiền phạt 1,5 triệu euro cho những gì bà mô tả là mối quan hệ độc hại. Khoản tiền phạt khổng lồ mà tòa án Munich đưa ra sau khi ngôi sao tuyển Đức Boateng bị kết tội cố ý làm tổn hại cơ thể và xúc phạm bạn gái cũ của anh, Serin Sandler. Trước đó, Serin Sandler đã khai trước tòa về việc Boateng đã đấm cô trong một cuộc tranh cãi nảy lửa khi cả hai đang cùng đi nghỉ. Cú đấm khiến cho cô bị ngạt thở trong giây lát. Vụ việc xảy ra vài tuần sau World Cup 2018 ở Nga khi Boateng có mặt trong đội tuyển Đức bị loại ở vòng bảng. Căng thẳng được cho là do họ không thống nhất với nhau về việc sắp xếp cuộc sống khi Boateng đuổi theo một vụ chuyển nhượng cao cấp đến PSG. Sau khi thẩm phán Kai Dinger-Dixon đưa ra phán quyết của mình, Boateng vội vã rời khỏi phòng xử án, được bao quanh bởi các vệ sĩ và các nhiếp ảnh gia truy đuổi. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản JRS ngày 9 tháng 9 thông báo sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống robot phục vụ cà phê cho hành khách tại các ga Tokyo và Yokohama từ tháng 12 tới. Trong kế hoạch tiếp thị thử nghiệm này, JRX sẽ sử dụng robot Ella do công ty khởi nghiệp công nghệ bán lẻ Crown Technologies Holding Pit Ltd của Singapore phát triển. Ella được vận hành theo quy trình đặt hàng và phục vụ tự động với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Ella có thể phục vụ hơn 200 loại cà phê khác nhau, đồng thời cho phép khách hàng sử dụng các ứng dụng chuyên dụng và thẻ tàu xe trả trước IC Card để thanh toán đồ uống. JRX kỳ vọng kết quả từ hai nghiên cứu thị trường thực hiện tại hai trong số những nhà ga nhộn nhịp nhất Nhật Bản sẽ tiến tới việc phục vụ cà phê theo nhu cầu của những khách hàng thân thiết thông qua việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để phân tích sở thích của họ. Ngoài ra, JRX cũng dự kiến cung cấp thêm gói đăng ký dịch vụ cà phê cho những người sử dụng IC Card. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Japan Daily Top News của chúng tôi ngày hôm nay. Thanh Huyền xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai. Xin chào TV, xin chào Net Love.